nhớ bê lên nhớ vì em không nhìn lỡ của mình cùng nhau. Mọi người đã hiểu vì sao mà anh VMJ bây giờ phải đi chuyển qua đóng phim và không có show đi hát rồi đấy. Phim thì tất cả các bộ phận công chi riêng gì diễn viên, tất cả các bộ phận đều rất là mệt, làm cái khối lượng công việc cũng rất là lớn, và giống như bộ phim của chúng tôi đang làm đây, mọi người không ăn uống được cái gì cả, rất là mệt. Đây đâu đâu vàng vàng đây đây cái đổ Molino này luôn thì năm nay. Kia xem cứ đứng ở đấy nhìn ở hai cái thanh giá kìa, hai thanh giá cạnh nhau kìa, đấy là bố với mẹ người ông cũ của cậu này. Đấy, em đẩy đi ra đây thì ra đến đấy xong một cái rồi thì cứ nhìn chăm chăm bằng thì tí nữa là Nam Dương cầm cái này này, cầm cái dây chuyền nhá. Lúc đầu nó được nhìn mộ này, mộ nào hai cái thanh giá trắng này đúng rồi, vừa mới nói xong tập trung vào đi không là mẹ tối om đấy.
giám đốc AVN rồi gọi điện bảo tầm 10 phút nữa là anh Dương Lượng với nhà máy nước chưa? Đang quay nha, không phải chụp ảnh nha. Hả? Ờ, thế phút cuối cùng đúng không? Đây là chủ. Anh Tài, khi mà quay em xấu thì em hãy nhìn đổi của em sau đi. Chỉ cần một câu thôi. Có ý vẫn xấu.